Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Kosu Original. Và mình là Perfect. Mình sẽ tạm thời thay thế Su Senpai trong video phân tích này. Căn bản là hôm qua mất nước, giờ mình mới đi tắm. Hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một tựa game cũ đã có từ rất lâu rồi. Đó là Ocean Free. Cốt truyện của game được miêu tả giống như là một bộ phim trinh thám kết hợp với các yếu tố kinh dị. Nếu bạn thuộc tiếp người chơi thích khám phá những điều kỳ bí không có thật thì có lẽ Ocean Free chính là một trong những sự lựa chọn hàng đầu để bạn thử qua. Ocean Free kể về hành trình phiêu lưu của nhóm bạn trẻ trên một hòn đảo. Họ vô tình làm náo loạn sự yên bình ở nơi đây và làm cho những thế lực siêu nhân thức giấc sau khoảng thời gian dài ngủ yên. Nhóm bạn trẻ sẽ phải đối đầu với chúng để tìm ra con đường thoát khỏi hòn đảo. Nghe cũng rất là ly kỳ phải không? Đó chính là cảnh mở đầu trong vô số bộ phim kinh dị mà chúng ta đã từng xem. Nhưng qua trải nghiệm của mình, Ocean Free còn đem đến cho người chơi nhiều hơn là nỗi sợ hãi đơn thuần. Night School Studio chỉ đơn giản là dùng bối cảnh u ám để làm nền cho cốt truyện về tình bạn đẹp mà họ muốn xây dựng. Trong game, bạn sẽ vào vai Alex, cô gái có mái tóc xanh và gu thời trang trông rất là cá tính. Đồng hành cùng cô là cậu bạn Ren, anh trai kế Jonas, Nona crush của Ren và Clarissa, bạn gái cũ của người anh trai ruột đã mất của Alex. Câu chuyện bắt đầu khi Alex cùng Ren và Jonas đi đến hòn đảo Edward, một địa điểm huyền bí với những tàn dư từ Thế chiến thứ hai. Sau khi đặt chân lên hòn đảo, ba người họ đã đi gặp Nona và Clarissa. Mặc dù Clarissa có vẻ không ưa Alex cho lắm, nhưng sau đó thì cả nhóm đã cùng nhau tổ chức buổi tiệc trên bờ biển. Ren kể rằng hòn đảo này đã từng là một căn cứ quân sự và Margie Adler, cư dân duy nhất sinh sống tại đây, đã qua đời vài tháng cách đây không lâu. Sau khi thực tùng, Ren dẫn Alex và Jonas đi khám phá các hang động gần đó, nơi mà người ta đồn rằng có một tần số radio gây ra các hiện tượng siêu nhiên. Đi thật sâu vào trong một hang động nhỏ, Alex cùng với Jonas đã thử chỉnh tần số của chiếc radio và ngay lập tức họ nhìn thấy một vết nứt thời gian xuất hiện ngay trước mắt. Có rất nhiều giọng nói vang lên. Sau đó thì Alex và Jonas bị kéo đến một nơi khác. Hai người họ tỉnh dậy trước một tòa tháp truyền tín hiệu. Ren sau khi bất tỉnh trong rừng đã gọi điện cho Alex, còn Clarissa thì gọi điện từ pháo đài quân sự đã ngừng hoạt động trên đảo. Vậy là nhờ có pha chỉnh tần số của Alex và Jonas, Clarissa cùng với Ren đã bị hút vào những vết nứt thời gian khác nhau. Sau đó, Alex cùng với Jonas đi đến khu rừng để tìm Ren. Họ đối mặt với các sự kiện siêu nhiên, bao gồm cả sự phản chiếu của Alex trong nước, nói chuyện về chính bản thân cô, rồi các vật thể tự di chuyển và sự lặp lại liên tục của thời gian. Dòng thời gian sẽ chỉ trở lại như cũ khi Alex chỉnh tần số của radio. Họ nhìn thấy Nona ở trên vách núi, nhưng cô ấy lại khẳng định rằng đã nhìn thấy Alex và Jonas ở trước đó, chứng tỏ rằng Nona cũng đã bị vướng vào một vòng lặp khác. Alex và Jonas tìm thấy Ren, nhưng là sau khi trải qua một vòng lặp thời gian khác. Họ thấy Ren đang bị chiếm hữu bởi một hồn ma. Alex sử dụng radio và tạo ra một vết nứt thời gian. Ren trở lại bình thường rồi cùng Nona trở về tháp truyền tín hiệu. Tại pháo đài quân sự bỏ hoang, Alex nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và cô được cho lời khuyên về mẹ của Jonas. Một hồn ma đã chiếm lấy Jonas và đưa ra những câu hỏi cho Alex. Hắn tiết lộ rằng những thế lực siêu nhiên ở đây, hay mình có thể gọi là những hồn ma, khi còn sống, họ đều là những hành khách của tàu ngầm USS Kanaloa, được cho là đã bị lạc trên biển. Alex tiếp tục sử dụng chiếc radio của mình, tạo ra một vết nứt nữa để cứu Jonas. Họ tìm thấy Clarissa, nhưng dòng thời gian liên tục bị lặp lại khiến cho Alex và Jonas không thể cứu Clarissa. Chỉ đến khi Alex quay cuộn phim ở gần đó, dòng thời gian mới trở về như cũ. Nhưng ở thực tại này, ngay trước mắt Alex và Jonas, Clarissa đã bị hồn ma chiếm giữ, nó điều khiển mọi hành động của cô, và cuối cùng là khiến cho Clarissa nhảy từ cửa sổ xuống đất và chết. Một điều kỳ lạ là khi Alex và Jonas đi xuống, thì cái xác của Clarissa đã biến mất. Có lẽ nào là cô ấy vẫn còn sống, hay chỉ đơn giản là do Alex và Jonas đã ở trong một dòng thời gian khác, nơi mà Clarissa đã thực sự chết. Vì không thể gửi tín hiệu cầu cứu ra thế giới bên ngoài, Ren đề nghị nhóm bạn đi tìm chìa khóa ngôi nhà mà Margie Adler đã từng sống, nơi mà cô ấy cất giữ một chiếc thuyền.
Trên con đường đi đến nơi Magi sống, Clarissa xuất hiện trở lại nhưng bị điều khiển bởi một hồn ma. Alex nói chuyện với Clarissa bị điều khiển về nội dung những lá thư bị bỏ lại của Magi Adler. Chúng cho biết rằng chính Magi đã hiểu lầm những tin nhắn radio từ tàu ngầm Kanaloa là tin xáo trộn từ kẻ địch, và chiếc tàu ngầm số ấy đã bị nhấn chìm trong bom đạn của chính những người đồng hương. Thế nhưng mọi người trên tàu không thực sự chết, họ được chuyển đến một chiều không gian khác. Adler và bạn của cô là Anna đã cố gắng liên lạc với phi hành đoàn Kanaloa thông qua một chiếc đài phát thanh, nhưng kết quả là Anna đã bị hút vào vết nứt thời gian, họ đã bị kẹt trong chính vòng lặp đó. Vậy là những hồn ma đang ám Clarissa chính là phi hành đoàn trên tàu Kanaloa. Chúng còn tiết lộ rằng kế hoạch của chúng là sử dụng cơ thể của Alex cũng như những người bạn của cô để thoát khỏi chiều không gian. Chúng muốn giữ nhóm bạn đủ lâu trên đảo để kế hoạch được thành công. Sau đó, Alex và cả nhóm phát hiện ra kế hoạch của Magi Adler để sửa chữa vết nứt thời gian, những cánh cổng đi đến chiều không gian bên kia và các cách điều chỉnh radio. Nhưng thật không may, Alex vướng vào một vòng lặp thời gian và cô liên tục quay trở lại về quá khứ, nhưng chủ yếu là để nói chuyện với người anh trai đã khuất, Michael. Ngay lúc đó, một hồn ma đã chiếm lấy Jonas và cố gắng thương lượng với Alex. Hắn đề nghị sẽ tha cho cô và nhóm bạn nếu họ bỏ lại Clarissa phía sau. Alex quay trở lại hang động, cô điều chỉnh tần số của radio và bị rơi vào một thực tại khác, nơi mà cô gặp Clarissa. Đối mặt với Clarissa, lúc này đã bị hồn ma chiếm giữ. Alex nhận được cảnh báo rằng cô sẽ chết nếu vết nứt kia đóng lại, và Clarissa sẽ bị những hồn ma giam giữ nếu như Alex rời khỏi vết nứt. Ngay lúc đó có quá nhiều sự lựa chọn cho Alex. Alex có thể chọn cách rời đi, xóa bỏ sự tồn tại của Clarissa trong thực tại đó, hoặc cô có thể tự đóng lại vết nứt thời gian và nhốt mình lại cùng với những hồn ma. Còn một cách cuối cùng là cô phải tìm đầy đủ các lá thư có chứa cách thoát ra khỏi vết nứt của Magi Adler, rồi sau đó thuyết phục những hồn ma của con tàu Kanaloa để cô và Clarissa rời đi. Thế nhưng cuối cùng, Alex chọn cách đóng lại vết nứt và nhốt mình trong vết nứt thời gian. Trong chiều không gian đó, Alex đi tới những dòng thời gian và thực tại khác nhau. Cô xuất hiện dưới dạng hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương hoặc trên mặt nước. Vậy là qua chi tiết này, thì hình ảnh phản chiếu đã cho Alex lời khuyên lúc ban đầu. Thế mình đoán đó chính là Alex ở tương lai, khi mà cô bị kẹt ở trong vết nứt. Alex tương lai nói chuyện với Alex ở quá khứ thông qua hình ảnh phản chiếu, nhưng rồi sau đó Alex tương lai bị hút vào một thực tại khác. Ở đó cô gặp lại người anh trai đã khuất Michael và nói chuyện với anh về kế hoạch rời khỏi thị trấn. Sau cuộc trò chuyện đó, dòng thời gian và thực tại đều quay trở lại như cũ. Alex bỗng tỉnh dậy ở trên thuyền cùng với nhóm bạn của cô. Jonas đã nói với Alex rằng anh không biết là em đã làm gì trong hang động, nhưng điều đó đã sửa chữa vết nứt. Các hồn ma đã thực sự biến mất, mọi thứ đều quay trở lại bình thường, và bây giờ chúng ta đang đi về nhà. Mặc cho khuôn mặt đang ngơ ngác của Alex, mọi người đều tiết lộ một điều rằng trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã thấy mình được quay trở lại về quá khứ, xuyên qua những dòng ký ức cũ. Sau đó thì họ đưa ra một quyết định rằng họ sẽ không kể cho ai về những thứ đã xảy ra trên hòn đảo. Nona giơ điện thoại lên và chụp hình cho cả nhóm như một tấm ảnh kỷ niệm. Câu chuyện phiêu lưu của họ cũng kết thúc. Trong đoạn kết của game, Alex tiết lộ về số phận của những người bạn trong nhóm, cụ thể là những người xuất hiện trong bức ảnh chụp của Nona. Số phận của mỗi người sẽ phụ thuộc vào việc lựa chọn của người chơi trong game. Hay nói cách khác là mỗi lựa chọn của Alex đều sẽ đem lại những kết thúc khác nhau. Đây quả thực là một tựa game có rất nhiều cái kết. Giờ mình sẽ thử liệt kê qua một vài cái kết của game. Cái kết thứ nhất, mối quan hệ giữa Clarissa với Alex và Michael có thể được duy trì hoặc đổ vỡ. Clarissa cũng có thể sẽ chết trong vết nứt, sẽ chẳng ai nhớ đến cô ngoại trừ Alex. Nếu được cứu và thoát ra khỏi vết nứt, Clarissa sẽ tiếp tục đi học hoặc sẽ bỏ học. Cái kết thứ hai, Ren có thể sẽ hẹn hò hoặc không hẹn hò với Nona, tùy thuộc vào hành động của Alex. Cái kết thứ ba, Nona sẽ đến học tại trường múa ballet, và cô có thể hoặc không thể duy trì quan hệ tình cảm lâu dài với Ren. Cái kết thứ tư, quan hệ của Jonas với Alex vẫn sẽ như cũ, hoặc họ sẽ xảy ra xích mích. Cái kết thứ năm, theo mình thấy thì đây là một cái kết khá là trọn vẹn cho toàn bộ game. Michael sẽ được hồi sinh
nếu như Alex khuyên anh trai không rời khỏi thị trấn khi cả hai gặp lại nhau trong vòng lặp thời gian, Jonas lúc đó sẽ không còn là anh trai kế của Alex nữa. Thay vào đó, Jonas sẽ trở thành bạn quen biết của Ren. Sự lựa chọn của người chơi có thể phá hủy hoặc duy trì tình cảm của Michael và Clarissa. Ở đoạn credit, có một giọng nói phát lên ở cuối game. Đó là giọng nói của Alex. Chúng ta sẽ được nghe cô tiết lộ về kế hoạch riêng của mình. Cô ấy sẽ đi học đại học hoặc nghỉ làm. Nhưng mà có một điều khá là creepy. Các bạn có biết đấy là gì không? Đấy là sau khi nói về kế hoạch của mình, giọng nói của Alex bắt đầu khó nghe hơn với những tiếng rè của radio. Rồi sau đó chúng ta sẽ được nghe Alex nói về kế hoạch tổ chức buổi tiệc trên một hòn đảo tên là Edward cùng với Ren. Nghe cũng khá là quen thuộc đúng không? Bởi vì đoạn hội thoại đó chính là cảnh mở đầu của game, khi mà Alex lần đầu tiên gặp Jonas và cùng với Ren chuẩn bị đi lên thuyền để đến hòn đảo Edward. Theo như suy đoán của mình thì thực sự Alex vẫn bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian, nhưng mà cô vẫn không hề hay biết. Một twist plot khá là hấp dẫn từ nhà phát hành game. Bởi ngay cả khi hoàn thành game rồi thì nhân vật chính của chúng ta vẫn bị mắc kẹt trong vòng lặp ma quái của thời gian. Nhưng qua tìm hiểu của mình, có một cách để chúng ta có thể cứu được Alex. Khi hoàn thành game, nếu chúng ta chơi lại cùng với một file save game cũ thì game sẽ được tính là phần chơi mới được thêm vào. Một option có tên New Game Plus. Nó giống như một bản DLC mới vậy. Và khi hoàn thành game lần thứ hai, sau khi được tính là New Game Plus thì chúng ta sẽ có cơ hội gửi một tin nhắn đến cho Alex ở quá khứ thông qua chiếc radio. Nếu các bạn hoàn thành game ở lần chơi thứ hai thì sẽ xuất hiện một đoạn kết mới với khung cảnh ở trước một siêu thị, khi mà Alex, Jonas và Ren chuẩn bị đi lên thuyền đến hòn đảo Edward. Lúc đó Alex ở quá khứ sẽ điều chỉnh radio của mình và nhận được những tin nhắn từ chúng ta, hay có thể gọi là tin nhắn của chính Alex được gửi đến từ tương lai. Tin nhắn đó cảnh báo Alex quá khứ không được đi tới hòn đảo Edward. Nhưng tùy thuộc vào cách trả lời của người chơi mà Alex quá khứ có thể sẽ không đi đến hòn đảo cùng với Jonas và Ren. Và nhờ vào cách đó, mình và các bạn có thể cứu Alex khỏi sự lặp lại vô hạn của dòng thời gian. Ngoài ra mình cũng nghĩ đến một giả thuyết khá là hay về bối cảnh của game. Đó chính là thuyết đa vũ trụ. Chắc hẳn là các bạn khi xem phim Infinity War, phần phim in-game, cũng đã biết về thuyết này rồi. Vậy thì trong Ocean Free, thuyết đa vũ trụ sẽ hoạt động như thế nào? Theo mình suy đoán, những gì mà Alex ở quá khứ thấy qua hình ảnh phản chiếu trong gương, đó chính là Alex ở tương lai. Nhưng không phải là tương lai của chính dòng thời gian mà Alex quá khứ đang tồn tại. Alex tương lai đang ở một thực tại khác với thực tại của Alex quá khứ. Hai thực tại này liên kết với nhau thông qua ảnh phản chiếu ở gương hoặc trên mặt nước. Nếu Alex quá khứ làm theo lời khuyên của Alex tương lai, thì dòng thời gian của Alex quá khứ sẽ rẽ nhánh và xuất hiện thêm các thực tại khác nhau. Điều này cũng lý giải cho việc tại sao Ocean Free lại có nhiều cái kết đến như thế. Bởi mỗi lựa chọn của Alex sẽ dẫn đến các kết thúc khác nhau. Nó đồng nghĩa với việc mỗi kết thúc của game chính là mỗi thực tại song song khác nhau. Và việc này thì càng củng cố hơn cho giả thuyết đa vũ trụ của mình. Còn các bạn thì sao? Ý kiến của các bạn thế nào về câu chuyện game Ocean Free cũng như các giả thuyết mà mình đưa ra? Hãy comment ở dưới cho mình biết. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share và comment thật nhiều để bọn mình có động lực làm thêm những video phân tích khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. See ya. Thật ra thì mình là cầu su ứng dụng khác. Mình đến đây với mục đích.